Tính đến 15 giờ chiều nay 11 tháng 8, thế giới đã có hơn 20,2 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 739.000 ca tử vong. Dù số ca mắc và tử vong tiếp tục gia tăng, song Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định thế giới vẫn còn hy vọng để chặn đứng đại dịch. Hiện Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất với hơn 5,2 triệu ca nhiễm và hơn 166.000 ca tử vong. Còn tại Mỹ Latin, số ca mắc mới trong ngày tại Brazil vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, đáng chú ý, Cuba đã ghi nhận 93 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ đầu dịch đến nay, chủ yếu ở thủ đô La Habana. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, Cơ quan Y tế Liên minh châu Âu EU cho biết, hiện có bằng chứng cho thấy chủng COVID-19 đang tăng tốc độ lây nhiễm, một phần do quyết định nới lỏng biện pháp chống dịch của các chính phủ. Trung Quốc đã ghi nhận 44 ca mắc mới, trong đó 31 ca nhập cảnh từ nước ngoài. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch, Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo người dân thế giới không nên quá bi quan, bởi vẫn có nhiều nước khống chế dịch bệnh thành công như New Zealand hay Rwanda. Còn tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin vừa chỉ thị cho chính phủ tài trợ hoạt động tiêm phòng cúm cho 60% dân số của nước này, cũng như đảm bảo ngân sách cho việc tiêm phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sau khi có loại vaccine phòng bệnh này được chính thức cấp phép lưu hành. Chính phủ Nga sẽ ưu tiên phân bổ ngân sách để đảm bảo cung cấp thuốc và thiết bị y tế hỗ trợ các cơ quan chức năng phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, kể cả COVID-19, trong đó có tính đến cả trang thiết bị và dụng cụ bảo vệ cá nhân. Cũng theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, chiến dịch tiêm phòng cúm sẽ phải được thực hiện miễn phí và người dân không phải xếp hàng để chờ được tiêm vaccine. Điều này cũng được áp dụng đối với việc khám bệnh cho người dân. Chính phủ Liên bang vừa tuyên bố từ chức khi đối mặt sức ép ngày càng gia tăng sau vụ nổ ở thủ đô Beirut, cướp đi sinh mạng của ít nhất là 158 người và khiến hàng ngàn người bị thương vào tuần trước. Những ngày qua, biểu tình đã nổ ra tại thủ đô Beirut, Liban với yêu cầu cải cách và chính phủ phải từ chức. Căng thẳng bùng phát sau vụ nổ ngày 4 tháng 8 tại nhà kho chứa 2.750 tấn amoni nitrat ở cảng Beirut. Số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 158, trong khi hơn 6.000 người bị thương và hiện còn 21 người mất tích. Phát biểu trước thềm cuộc họp tại Paris liên quan đến vấn đề vượt biên trái phép từ Pháp sang Anh qua eo biển Manche, Thủ tướng Anh ông Boris Johnson vừa cho rằng vượt biên trái phép qua eo biển Manche tăng kỷ lục trong thời gian gần đây là điều vô cùng tồi tệ và nguy hiểm. Thủ tướng Anh ông Boris Johnson khẳng định những nhóm tội phạm có tổ chức đưa người vượt biên trái phép từ Pháp vào Anh qua eo biển Manche. Theo ông, những chuyến đi như vậy vô cùng nguy hiểm đối với mạng sống con người khi vượt biển bằng những chiếc thuyền đơn sơ. Thủ tướng Anh cho biết rất muốn thay đổi luật của Anh, vì theo quy định hiện hành, rất khó để Anh có thể trục xuất những người vượt biên trái phép này. Lực lượng an ninh Mỹ đã nổ súng bắn bị thương một đối tượng có vũ trang ngay bên ngoài hàng rào bao quanh Nhà Trắng. Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã được lực lượng mật vụ hộ tống rời khỏi phòng họp báo của Nhà Trắng khi đang có bài phát biểu. Cơ quan mật vụ Mỹ thông báo điều tra một nhân viên của cơ quan này có liên quan tới sự cố nổ súng bên ngoài Nhà Trắng vừa xảy ra. Cơ quan mật vụ cũng khẳng định khu vực Nhà Trắng không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ súng, cũng như không có bất cứ quan chức nào gặp nguy hiểm. Tất cả các cửa dẫn đến phòng họp báo ở Nhà Trắng đã bị khóa chặt ngay trước khi Tổng thống Donald Trump được hộ tống an toàn tới phòng bầu dục. Trở lại phòng họp báo sau đó, Tổng thống Trump cho biết một đối tượng có vũ trang đã bị lực lượng thực thi pháp luật bắn bên ngoài hàng rào bao quanh Nhà Trắng và đã được đưa tới bệnh viện. Ông đồng thời biểu dương lực lượng mật vụ đã phản ứng nhanh.